Nếu mà còn em ví dụ trường hợp làm với hai bảng tương tự, các em có thêm bảng nào cứ phải thêm vào nối điều kiện kết với nhau. Đấy. Bây giờ quay về này chúng ta làm các dữ liệu khác này. Thêm điều kiện này, bây giờ sinh viên đã khen gì này, toàn lớp 8A, 8C, này, C này. Chúng ta sẽ lấy những thằng mà ở lớp 8A được ạ. Thì quay điều kiện gì các em? Quay mã lớp bằng mã lớp đúng không? Mã lớp gì? Lớp 8A mà. Mã lớp bằng tầm lớp 8A đúng không? À, 8A. Đấy. Thì ra K8 đúng không? Thế nhiều thằng giống nhau quá nhỉ? Trước copy. Ở đây sửa bài thằng khác nhau nó, các em sửa những điều khác một chút đi. Thái Nguyên này, Hà Nội này, Nam Định này, Bắc Giang phía đông này, Tuyên Quang này. Các em sửa dữ liệu nó khác một chút đi, thử này có thể sửa nó dễ. Tuyên Quang này, Bắc Giang này. Giả sử giờ tìm những người sinh viên này học K8A này và quê ở Tuyên Quang, các em làm thế nào? Em đúng không? Em điều kiện nó là cái gì nhỉ? Quê quán đúng không? Chúng ta quê quán là ông mình ở Tuyên Quang. Dạ. Ừ, từ bản sinh viên thực hành một bản trước tí liên kết là sao? Cái này không có dấu, còn lại nở ra này. Không mấy cái cơ mà. Đấy. Là có một cái. Bởi vì là em hai điều kiện cơ mà. Vừa 8A ở Tuyên Quang. Rồi đấy. Tuyên Quang có một thôi. Thái Nguyên được nhiều này. Đấy, Thái Nguyên có 3 này. Nhìn chúng ta không có dấu hay 6. Test ra kết quả nè. Nếu là họ chắc chắn cho lúc nào nó không có là có dấu thì các em thêm chữ N ở New Code vào. Có anh sửa lại cái Thái Nguyên thật đẹp thôi, không có anh sửa nó chẳng đẹp thôi. Đây này. Thái Nguyên này. Có 3 người quê quán Thái Nguyên đúng không? Lớp 8A. Những điều cũ quan trọng. Nếu mà một số trường hợp nếu các em điều kiện nó không ra, các em thêm chữ N vào. Có rất nhiều khi có thể một cái dấu đấy nó mã hóa nó khác ấy, mà trên đấy có cái ký tự có dấu ấy, các em sẽ không ra, thêm chữ N trước này vào để cho ký tự tiếng Việt. Đấy. Bây giờ chạy này, cái điều kiện có quê quán này. Bây giờ vừa muốn quê quán ở Thái Nguyên hoặc ở Bắc Giang thì là thế nào các em? O biết cái này thẳng này ạ. O đúng không? Thẳng đúng rồi. Quê quán này bằng Tuyên Quang không? Đấy, Tuyên Quang, Thái Nguyên này. Sao? Biết vì sao thì nói không? Đó là các em tìm nó. Vì theo đi qua thì quy quán đi qua. Bởi vì là cái này này em đúng không? O là cái này thì có nghĩa là còn mấy vế rồi. Thì chỗ này mình phải nhốt nó vào này. Đấy, quy quán bắt buộc A8A này và kết hợp với điều kiện này thì phải cho cái O này vào trong cái khoảng đơn đấy. Thì đảm bảo điều kiện lúc này sẽ loại được thằng K9C ra. Đấy, giờ các em sẽ thấy mất kết quả và đúng kết quả mình mong muốn rồi. Cho nên cái hóa đơn này dùng rất là quan trọng, phải biết đóng hoặc là đúng lúc, không nên tiết kiệm quá.
Rồi thế là and or chúng ta đã xong nhá. Đây là and or này. And or xong này. Cái between còn nhớ không em? Có cái trường nào số không nhỉ? Một số rồi, có cái mã sinh viên nào số. Mã sinh viên này. Mã sinh viên này. Bây giờ ra hai điều kiện này rồi. Bây giờ chọn lại xem có cái gì nhé. Bây giờ anh muốn là lấy những người sinh viên này có mã sinh viên nằm trong khoảng từ 3 đến 10 thì làm thế nào các em nhỉ? Tức là danh sinh viên này anh muốn lấy những sinh viên này có mã sinh viên nằm trong đoạn từ 3 đến 10, tức là 3 cũng lấy này, 4 lấy đến 10 lấy, còn khoảng khác không lấy thế nào? Mã sinh viên. Mã sinh viên đúng không? Sinh viên này lớn hơn hoặc bằng 3 đúng không? Đây điều kiện là mã sinh viên này. Sinh viên này nhỏ hơn là bằng 10 rồi. Nhưng mà các em thấy cái đích của này cũng được. Nhưng mà cái mã sinh viên mình nạp 2 lần. Để tránh hợp nạp 2 lần chúng ta dùng between. Between này. Đang tìm cái between thế nào chứ. Between thì nó có hai khoảng A và B, từ A đến B trong đoạn này đúng không? Mã sinh viên between 3 người. Thì kết quả vẫn ra từ 3 đến 10 bình thường. Nó lấy theo đoạn nhé, phải chắc chắn thường đoạn hay là khoảng. Nếu là khoảng phải là từ 4 đến 9 đúng không? Nhưng là đoạn lấy 2 bấm nút. Đấy. Cái này có vấn đề không em? Between sau này. Kết quả cái này nhanh nhỉ. Còn từ between này các em có em nào còn nhớ có thể làm gì không? Đấy. Không thủ nhau. Đấy. Và tóm lại một câu viết thế các em hiểu như nào là đúng. Với từ between này. Bây giờ nhá. Vẫn tốt à. Mã sinh viên hơi nhiều đúng không? Bây giờ chỉ xây lết một quê khóa thôi. Tuyên Quang Bắc Giang này. Các em thấy từ những từ nào nào? Tuyên Quang nào không? Bắc Giang nào không? Bắc Giang không. Thái Nguyên có không? Đấy, thật chất là có mấy cái khác nhau. Nam Định này, Tuyên Quang này, Bắc Giang này, Thái Nguyên là 4 cái. Nhưng nó làm mấy cái? 8 cái. Vậy muốn để chính xác thì muốn cái khác nhau hiển thị thế nào thế nào? Thế là dùng đi tìm, thêm từ đi tìm trước không? Đi tìm, 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 đấy. Thêm này là cái đi này, lúc này chỉ còn là 4 cái khác nhau thôi. Đây là trường hợp đi tìm này, chắc là lần trước cô đã dạy. Có mà. Cô dạy, chú của cô này, cô đến nhà ngoại quốc nhà. Có tiếng. Cái này địa chỉ này, mã sinh viên này. Có cái gì? Mã nữa. Mã nữa. Đấy. Bây giờ các em thấy ra mấy kết quả? 6 đúng không? Có gì khác cái lần trước không? Lần trước ra mấy? 4. Bây giờ ra 6. Nguyên nhân là lúc này mình có hai trường. Hai trường nó tính theo cặp như có cái làm khóa này. Cứ cả hai cái giống nhau nó mới tính. Còn trường hợp khác nhau không tính. Ở đây này, lớp Bắc Giang tính này, có Thái Nguyên đúng không? Thái Nguyên vẫn nằm bởi vì ở trên là Thái Nguyên với K8A, còn dưới là Thái Nguyên với K9C, hai cái này hoàn toàn khác nhau. Như thế nó được phép nào? Cho nên chú ý cái đi tin là chỉ nào được kết quả trùng cả hàng nữa, phải cái hàng trùng nhau một khổ đâu. Trùng một khổ thì dùng khổ khác. Ờ, đến phần gì nhỉ? Đi tin rồi này. Không có cái gì quan trọng. Order. Order. Order 3. Đấy, order 3 em nhớ để làm gì các em nhỉ? Sao kết quả thứ tự đọc chúng tôi này. Thế nhưng nhớ có mấy chiều? Sao xếp có mấy chiều? Tăng và giảm, tăng là gì? Chiều tăng này. Thế tiếng Anh tăng là gì? Cái từ tiếng Anh đó. Algorithm. Còn là accent đúng không? Tức là ASC, cái này viết tắt ASC. Còn giảm là algorithm là DESC đúng không?
Đấy, bây giờ các em sẽ qua này. Bây giờ bỏ cái mã lớp đi nhá. Ở mỗi quê quán đâu. Đấy. Bỏ cái tin thì ra nhiều kết quả. Có 8 cái này. Để sắp xếp thì chúng ta làm đơn giản đâu. Cái order by ở cuối cùng, order by này, theo sau là order by này, theo sau là tên cột, sắp xếp là quê quán. Đấy, với cái order by này các em thể đo mở theo thang trường bất kỳ trong cái bảng nó có. Không nhất thiết phải là cái trường hiển thị mới order được. Ở đây các em nhìn thấy này, select quê quán này nhưng mà order by theo mã lớp. Còn trường hợp này muốn hiển thị đúng các em order by luôn theo quê quán này. Mặc định của nó sắp xếp theo chiều tăng hay chiều giảm các em? Order by này mặc định chiều tăng hay chiều giảm? Tăng. Chiều tăng có nghĩa là anh viết cái này order by thêm ASC này với mặc định bước đầu như nhau đúng không? Đây này, bắt đầu là từ Bắc Giang này, kết thúc là quê quán đúng không? Vẫn thế. Nhưng nếu muốn theo chiều giảm thì là dùng DESC. Đấy. Đó là các em nhìn thấy Tuyên Quang ở trước này và Bắc Giang ở cuối cùng. Đấy. Cái này dễ thôi, dễ như kiểu là kiểu bàn tay. Rồi cái dễ nhất nha nhá. Giảm hay là giảm như nào? Giảm á? Giảm theo cái ký tự này, ký tự tiếp đái, alpha beta. Nếu có cái nào là số thì dễ nhìn nhá. Là số này. Mã sinh viên này. Đây mã sinh viên này. Đây nó sẽ nội từ cao xuống thấp. Được chưa? Ngày sinh nhá, được. Ô là 3 ngày sinh đúng. Ngày sinh ở đây có nhỉ. Ngày sinh thì nó sẽ xếp. Không, nó không phải năm trước, nó theo đúng thứ tự của thứ tự thời gian đấy. Ngày cho nào. Ngày sau đấy năm trước, nó phải tháng, nó cái ngày. Đấy, nó so sánh cả năm quả, nó sao thế mà. Thế không phải. Cái à, đây, đây. Không? À, có ngày sinh rồi này. Đúng rồi. Cái ngày gì, to bê thì có gì hay thật nó khác nào. Bây giờ sửa cái gì đâu, 1 này, tháng 1 này, 2. Còn 10 này. Còn 1 này, 8. Đó. Cái này là thiên tài, phải mô giáo, em phải tưởng tượng thằng thiên tài. Cái này có 3 năm rồi. Rồi 1 này, tháng 1 này. Tháng trước à? Tháng 1, 2. Tháng 2 đi. 2, còn 1 con này. Cái bên dưới này là mùng 2, tháng 3. À, mùng tháng 2, mùng 3. Mùng 9, 9, 10 này. Tháng trước ngày sau mà. Phải đọc ngược lại. Đây, mã sinh viên này. Ngày sinh à? Đây, cực nó thế. Cái gì ngày sinh phải gọi luôn nhanh. Cái FPL này thì nó thì chậm lắm. Gõ nó mới sinh ra. Để EC này. Cái order by các em có thể sắp xếp theo nhiều cột nhá, phải xong một cột đúng không? Order by theo mã sinh viên nữa vẫn được. Xem. Nó sẽ theo cặp môn. Cả hai cái điều khiển như theo ưu tiên cột trước ấy. Thế nào cái cột trước bằng nhau là nó tính thẳng cột thứ hai. Ví dụ bây giờ nhá, như của em đi thi ấy. Đi thi thì đầu tiên em được vùng điểm thằng kia đúng không? Nó xét điều kiện là em thuộc là diện ưu tiên hay không? Điều kiện là vùng cao, vùng sông, vùng xa hay là vùng trên đấy. Được rồi các em. Bây giờ nhìn luôn cái ngày sinh để thử sau này. EC sau này. Tiếp theo này. Còn cái quyền chuyển đổi ngày sinh để sau này. Order by sau này. Ví dụ chẳng có gì cả. Insert into. Cái này không insert này, không vấn đề gì nhỉ. Insert có phải ô này không các em? Thôi nhá. Còn cái order by với cái group by. Có group by, có insert các em thấy ô này nhá, insert to value new này. Xếp nhỏ dần là xếp theo cái gì nhỏ dần? Nhỏ dần đâu em? Thằng sau thì coi là nhỏ hơn ạ. Ừ. Thứ tự gần nhất, xa nhất. Cái thằng trước là thằng con này nhỏ. Theo từ tăng một ngày tháng, dù từ tháng 1, tháng 2, 3 sẽ từ 1, 2, 4 đến 12. Và nó trở giảm từ tháng 12 về tháng 1. Nhớ chưa? Update này. Câu insert update trên đấy các em về ôn lại cho chắc chắn nhá. Cái delete này không vấn đề này.
và hoàn toàn là các câu này insert lên những cái em xem này SQL này. Đấy. Còn về nhớ cấu trúc nhiều. Đấy. Bây giờ không phải học như kiểu trên lớp các em học để thi, mà đây dạy của em học về sau để làm việc. Cho nên các em thể làm nhanh gọn này, muốn xin câu select hay là câu bất kỳ các em kích chuột phải vào cái bảng muốn xin này. Sau đó này, ở đây có select này, insert, update, init có sẵn rồi. Không phải nhớ gì cho khổ. Muốn insert các em chọn insert này, new query editor window. Đấy, bây giờ các em nhìn này, insert into này. Cái này có thêm như lúc trước em bảo là có thêm mấy cái phần tiền tố với ngọc vuông, các em nhanh tay Ctrl H thay thế đi. Đấy, mất hai lần thao tác rồi. Đấy, đi về hết all này, khu đường đã không mượn. Thế xóa hết sạch cái ngọc vuông. Đấy, và chỗ này cái tiền tố, thế cơ sở liệu vô các em xóa hết đi, để như này thôi. Các tên trường có sẵn này, các value các em điền vào. Mã lớp tên lớp điền đúng rồi được. Cái này là sao? Mã lớp là lớp K8A này. Tên lớp này. Lớp này, tên lớp này, chỉ số. Chỉ số có thể để là 300, lâu quá nhỉ. Bây giờ bị cái lỗi trùng khóa đúng không? Đã tạo ra một thành công này. Các em thấy cái số 300 là nó là kiểu in nhưng mà em để trong cái đơn không vấn đề gì cả. Hoàn toàn nó sẽ em tự chuyển đổi. Các em để như này cũng được. 100 này. Cái đơn trùng khóa cũng là một cái khóa cao này. Đấy vẫn chạy ok đúng không? Để trong nháy đơn hay không nháy đơn nó chạy được. Đấy kiểu là số nhưng đúng định dạng nhá. Số phải là số thật không? Nhớ các em dụng thêm các update này, kích chuột phải này, update A này, update to new window. Này có update bình thường. Đúng cấu trúc là không phải nhớ cái việc thay thế các trường muốn update thôi là được. Delete thì có luôn này, kích chuột phải, update này, delete to new window này. Thấy chưa? Rồi. Nhanh gọn. Cho mình có insert xong hết rồi. Tiếp theo cập nhật của vấn đề này. Có một giờ mình cứ xóa với điều xóa update điều kiện quen thì các em ôn lại nhé. Cái đấy con nghĩ bọn em năm thứ tư chắc có vấn đề phải ôn lại đâu. Đây này, dụ vừa rồi có delete from này nhưng nó luôn để một cái que này. Dụ mình nếu mà các em delete này from này tên bảng thì nó xóa hết sạch, nhưng thêm cái que là chỉ xóa mã lớp này, que dụ mã lớp này bằng lớp k a này đấy không, thì xóa những thằng nào là lớp bằng a đúng không, thêm cái điều kiện không. Còn hàm cao này, các nhìn hàm cao trả về số hàm được lựa chọn trong phép toán, có đôi khi chúng ta cần dùng được cái này. Từ cơ sở liệu các em muốn tạo ra query, kích chuột phải là vào cơ sở liệu này, chọn vào new query. Đây. Từ select này. Đặt quên để đưa cái bảng ra cho nhau. Ai sẽ nhanh. Bây giờ các em muốn đếm các cột trong đây, đúng không? Câu này được không nhỉ? Câu mã lớp này. Đây, số này. Kiểu nào chưa lên bài này. Với cái câu này dùng theo cái kiểu mà tấn công thôi. Quay này. Câu này. Câu này. Tiếng tư. Không bằng tốt lại bằng chi số. Và group 3 tận dưới nào. Xem nếu có sao số dòng group 3 á. Cái thường thường cái câu các em thể một số cái phần về phân nhóm, dụ nhóm lớp ở theo địa chỉ là Thái Nguyên, Bắc Giang, Lạng Sơn thì các em có group 3 theo cái kiểu là đến theo kiểu mã này hay cái gì đấy. Sau đó có group 3 thì cái phần bên dưới là theo cái tên quê quán địa chỉ hạn để nhóm nó ra. Còn trong ví dụ kia người ta sẽ đếm sao để đếm số dòng trong bảng đâu. Như này. Thì
đến thì đa số lượng trong cái bảng kia. Còn thường thường cái cao này chúng ta hay dùng cái kiểu là thống kê ấy, đang thống kê dụ để chỉ Thái Nguyên có bao nhiêu này, hay là Bắc Giang có bao nhiêu này, Hà Nội có bao nhiêu, hay dùng cái kiểu là group 3 này, chứ không dùng đồng loạt cái kiểu là thế đấy, con sao đơn giản này. Để qua phần này nhá, để cho là group 3 dẫn kỹ phần này thôi. Đi xin có rồi này. À thì giờ cái tầm nhìn các bạn con đây. Trung bình này, max này. Những cái hàm các em về nhà tự đọc nhá. Nó là dễ từ điểm đến cái hàm nó lên cổ nó xong đâu. Xăm này, không vấn đề gì. Đây từ group 3 này. Group 3 having. Cái này cần chú ý một chút. Bây giờ quay về cái câu suy vấn với sinh viên thì còn như này thứ hai này. As a lead này, stay next đi bên đầu này. Can you help? Các em suy vấn luôn đến lớp đi. Cái group 3 những thiên hay dùng này. Các em thấy cái ngày sinh mình khó chịu không? Có đọc được không? Được. Có đọc được hơi khó đúng không? Tất nhiên là có rồi nhưng mà hơi khó, khó nhìn. Để đổi đơn giản hướng dẫn luôn, cái này về phần sau cho mình hướng dẫn ở đây này. Phần vớt này, về kiểu tra này, kem cũng định là 10 này. Đấy, sau đó là cái trường ngày sinh kem muốn đổ sang kiểu thế này. Và cái đuôi đây là định dạng theo kiểu 1-3 là kiểu Việt Nam, Pháp, thật ra là mình theo kiểu Pháp. Ngày tháng năm kiểu Pháp, đúng là Pháp mà. Và kiểu Anh nghĩ là tháng năm ngày cơ. Lúc này các em đổi về ngày sinh này. Đấy. Thì khi đó lúc này ngày sinh của mình hiển thị là ngày tháng năm thôi, mùng 3 tháng 2 này. Hoặc các em muốn đổi theo kiểu mà Anh nghĩ là tháng năm ngày, các em điền lên định dạng 1-1. Đấy. Hoặc 1-6-7 nó sẽ ra định dạng có ngày tháng gì đó này. Đây này, theo kiểu dạng tiếng Anh. Đây này, mùng 3 này tháng 2 1999. Đấy. Mà thông dụng là kiểu 1-3 và 1-1. Mà cái kiểu chữ tiếng Anh thì người Việt ít dùng thì khó nhiều, viết tắt nhé. Không biết tiếng Anh thì khó. Đấy. Bây giờ các em xem lại cái phần dưới này, để chỉ có đi nhé. Ở đây có Thái Nguyên, Bắc Giang, Tuyên Quang, Nam Định này, 12 này. Một nhóm theo từng nhóm một thì chúng ta dùng câu nhận giờ group by này. Group by quê quán này. Như cái này nó sẽ bị lỗi đúng không? Các em biết lỗi vì sao không? Sao bình thường chạy được không được group by này lỗi? Nhìn như thế sao? Đây là nhìn lỗi này. Con room này, table sinh viên, chấm mắt sinh viên này. The internet này is the select list because it is not contained in a letter or action function này group 3. Có nghĩa cái group 3 này là chỉ khi nào các em select group 3 cái gì thì select cái đấy thôi. Trừ những cái trường mà ẩn trong các hàm khác. Ví dụ bây giờ cái phần group 3 quê quán, nếu như chỉ có quê quán là hiển thị thôi, còn các phần này không hiển thị. Chủ thi FPM được. Trong FPM có chủ thi khác sẽ để ý này. Nhưng mà nó lại chú thích được này. Như kiểu bên visual xem chú thích cái nào bôi đen này, common này, đấy. Giống hệt mà, quê quán này. Bây giờ ngày sinh cũng không được, bởi vì là cái cột ngày sinh này không trong cái chú thích trong cái phần kia, chú thích SQL này, em hay nhớ đến vào. Bây giờ mới được này, đấy. Và cái khó khăn của mình khi dùng group 3 là gì, các em thấy chưa? Thấy ngay đó là các tên trường không trong group 3 thì không hiển thị được. Mà nhiều khi muốn theo group 3 hiển thị các phần khác đúng không? Để giải quyết trường hợp đấy chúng ta làm thế nào nhỉ? Bây giờ đơn giản nhất là anh muốn hiển thị thêm cái mã sinh viên, tên sinh viên thôi. Bây giờ có mỗi quê quán không biết thằng nào ở Bắc Giang, Tuyên Quang. Sẽ lấy hai bảng á. Thế nào cũng được. Ca này khó. Rồi để xử lý trường hợp này chúng ta dùng truy vấn con là sắp quen đi. Có nghĩa là trong cái truy vấn select này có hai câu select nồng bên trong. Đấy. Không phải select nó khác quy đi theo các em hiểu là dạng như này hay dùng không? Quen của mã sinh viên đúng không? In này, select mã sinh viên. Cái này cũng là dạng sắp quy đi này hiển nhiên rồi. Nhưng là truy vấn thì theo dạng trong que. Còn ngay trong cái select này lại có truy vấn nữa. Đấy là chúng ta dùng này. Các em thể đặt cái bảng này là bảng sinh viên tiền tố. À đặt alias là sinh viên này. Và chỗ này các em select bình thường. Không cho thì mình sẽ ra select này, mã sinh viên này.
đấy, còn không cho cái clip phần này cái đường vòng vậy, đường thẳng cảnh sát cái đường vòng đường tắt vừa rom từ thầy bò sinh viên này để là S thôi, qua điều kiện này, điều kiện này là S này chấm này cái phần là quê quán đúng không, bằng cái SV chấm quê quán đây là mạng sinh viên. Bây giờ theo các em có bị lỗi gì không? Bây giờ các em sẽ thấy một cái lỗi là sắp quay đi đi turn này, cái lỗi này rất là hay gặp nha. Sắp quay đi turn more than one value có nghĩa là truy vấn con trả về nhiều hơn một giá trị, và nhưng mà cái chỗ select này chỉ chấp nhận một giá trị thôi. Như các em có một thằng này chỉ có một suất thôi, chỉ hiển thị một thằng, đây truy vấn là nhiều thằng thì chỉ được. Để giải quyết trường hợp này thì các em nhớ lại câu lệnh select này, select là mã sinh viên này, mã nơ này, làm từ nên là order by by mã sinh viên này. Ở đây xin được lấy hai cái đó là mã sinh viên, mã nước. Các em nhìn thấy chữ này không? Hơi ém một tí nhỉ? Em có tức là chỉ cái không to đấy không? Chạy rồi. Chạy đây. Chỗ nào chỉnh chữ được không? Đây nó có một chỗ để chỉnh chữ không chữ rồi. Đây là cái không có rồi. Còn phần nữa? Vâng, không có rồi. Đây. Windows. Anh vừa đặt phòng chưa đặt. Không có rồi. Dưới này á? Đấy, cái bàn. Cho to nhé. Cho bao nhiêu nhỉ? Cho tầm 1 năm nhỉ? Có hơn nữa, in được em? Đấy, bây giờ select cao hơn là select mã lớp, mã sinh viên này, từ bảng sinh viên này. Và bây giờ nó sẽ hiển thị là 12 kết quả sắp xếp sẽ chuyển tăng này, sẽ chuyển giảm, sẽ dễ nhìn nhé. DESC này. Đấy. Câu hỏi đặt ra là bây giờ chỉ muốn lấy 4 thằng có mã sinh viên lớn nhất thì các em làm thế nào? Lấy 4 thằng thôi. Ừ. Bây giờ hiển thị là 12 thằng ấy, chỉ lấy 4 thằng, 2 thằng thôi. Như kiểu là người ta xét điều kiện, xét học bổng hay xét cái chế độ thưởng khuyến học là nó ấy. Cho nên xét điểm rất là nhiều. Nó sẽ xét điểm, xét trường giảm, sau đó nó bảo là chỉ có 2 suất thì các em chỉ chọn được 2 suất thằng cao nhất đúng không? Trường hợp nào nó xui xẻo nó có 2 thằng bằng điểm nhau lại xét điều kiện khác. Hoặc có 4 thằng nhưng mà 4 thằng trùng điểm nhau là lấy 2 thằng thôi thì nó xét điều kiện phụ không tính. Nhưng cả thử điểm khác nhau hết thì trên next giờ chỉ có 2 thằng, các em làm thế nào? Không làm bác thường mà các em dùng công nghệ nhá, làm bác thường không tính. Số 4 thằng nhìn ngay là thằng 9 này, 10, 11, 12. Dùng order by mình lấy được sắp xếp theo chiều là theo chiều nổi rồi đấy, tốt rồi được. Nhưng nếu muốn dùng lấy 4 thằng hay n thằng tổng quát hay là thế nào? Nhớ chút em. Có chính xác, dùng công nghệ truy vấn sẽ lên tốt. Các em nhé vào đây. Trên trường học cái này không các em? Trên tốt này tổng quát là n, n số bằng kia theo muốn đấy. Lấy 4 thằng thì điền n bằng 4. Lúc này sẽ lấy đúng 4 thằng đầu tiên không? Em nằm. Bây giờ các em nhìn thấy 4 thằng chưa? Đấy, ví dụ bây giờ các em muốn lấy thêm cho một thằng nữa, coi như mở rộng ra. Đấy, em 5 được 5 thằng. Giả sử lấy có 2 thằng, một thằng duy nhất thôi, sẽ lấy câu 1. Thế là thằng đầu sổ đây, đầu sổ này. Đấy, chọn được đúng thằng đầu tiên 12. Thằng này to nhất nè. Đấy. Vừa xong anh chuyển sang cái select top, nó hơi lệch một chút bởi vì trong này nó là truy vấn con và nó báo lỗi, như các em nhìn thấy là truy vấn này sắp quay đi đi turn more than value, và các em chỉ lấy một dùng cái gì vừa xong nhỉ? Select gì? Select top mấy? Một. Thì sau này các em sửa thành select top một thôi thì nó sẽ bị khỏi lỗi kia. Bây giờ chạy nhá. Đấy rồi, và các em nhìn thấy này, mã sinh viên này à, một, nó chỉ lấy một thằng thôi. Đấy chưa? Và thậm chí các em thể lấy được tên sinh viên bình thường. Đấy, tương tự mã sinh viên của chúng ta lấy tên sinh viên. Tên sinh viên là gì nhỉ? Đến lúc nào các em phải mở, nó phải mở những giao diện, các em mở rộng nó ra. Trong này có hiển thị các tên cột kiểu dữ liệu bình thường. Đấy. Mã lớp tên sinh viên là tên SV này.
cái chuẩn ở level 2 để copy là chuẩn. Và cái truy vấn con này thì cái điều kiện nó bắt group 3 nó sẽ không bắt mình theo kiểu nào truy vấn là nó không trong group nhá, còn đáng khen đấy bình thường. Mã nhân viên 5 này, sinh viên là Nguyễn Văn Tốt hay Nó Văn Sản, quê Bắc Giang, Hà Nội này, Thái Nguyên này, thấy chưa? Tương tự các trường hợp khác, các em dù sắp qua đi rất là nhạt. Rồi xem tiếp các em ơi. Rồi chờ nào. Các em thêm cái cột tên lớp đây cho anh chưa nhỉ? Tiến xem cho mọi người. Trang này Trang. Trang mới thêm cột tên lớp đây cho. Đây này, ở đây hiển thị mới có mã sinh viên, tên sinh viên để quê quán. Bây giờ mình muốn thêm một cột lớp ở đây này. Đấy. Khi đó chúng ta cần thêm một cái nữa. Đây có mã lớp này. Bây giờ sẽ thêm tên lớp này. Sẽ lấy tên lớp các em sẽ lấy bình thường. Nó tên lớp nè. From từ bảng lớp đúng không? Nó bảng chữ N. Điều kiện này. Qua điều kiện là N chấm mã lớp này bằng cái NT chấm mã lớp. Thế thôi. Đây là tên lớp. Hay là lớp. Vẫn trên nó đúng không? Cái này viết tiếng Việt thoải mái. Quê quán à. À. SD cho mã lớp không được tìm thấy. Anh phải từ từ đấy chứ. Ở sao em? Thôi kệ anh. Tên lớp này xem nào. À đây. Tiếp tục đọc phải. Tên lớp này. Còn tiếng Việt còn em. Chạy đi cưng. Mã lớp không có. Để khỏi đi. Là cuối cùng mình đang có mã lớp này, cuối cùng mình đang âm ạ. Tầm mã lớp không có nhỉ? Mã lớp có mà. Bắt là 10 người. Nhiều phần định danh thì mới về không? Chắc. Đúng mà thế nào? Đúng rồi, không ra DDMF3 này. Để con mạng nước phải bên được có vấn đề gì. Ông hợp trình nhất nhé. Mình chẳng dám đi mặc cáo gì vậy mà. Anh cho hắn một dòng nữa nhìn nhé. Em không biết được tiếng Việt. Ờ, không biết được tiếng Việt. Tên lớp đi. Biết được đấy. Nhưng mà em không biết được. Khó là kia mà. Cho em một dòng dễ nhỉ. Phải nè. Không tốt thì nó chạy đi nỗi rồi. Cứ ít trở lại cho nó chạy đi. Đúng tên bản là con ga đi. Em không bị hoa đợi. Và em không biết sai. Ví dụ hoa thường. Hoa thường đâu phân biệt. Vâng, không biết. Không biết mà. Bỏ nháy. À. Tại cái này. Cái này mình group 3 cho quê quán. Nhưng mà nước không lấy được. Còn mạng nước này. Thì chỗ này sẽ bị mất quê quán này.
sinh viên này cầm nắm nhớ mình bắt. Nhìn vi và vi hồ sơ đúng không? Phải chạy từ đám lên. Đấy này anh Đường này. Có thầy cô đây nhá. Thế cái lúc ba nó dở là mình xây nếp, cái lúc ba theo cái gì thì trong cái phần xây nếp và dùng nó thì các anh dùng theo cái trường ấy thôi. Đây. Nhưng mà rồi anh xây nếp theo quê quán, thế anh cố tình dùng theo